Hiện nay đang là cao điểm mùa thu hoạch điều. Giá điều tươi cũng đã tăng từ 21.000 đồng trên 1 kg lên 26.000 đồng trên 1 kg, nhưng lượng hàng thu mua tại các đại lý vẫn chỉ lác đác. Điều năm nay thì năng suất cao, hạt đẹp, nhưng chỉ tội là cái sản lượng nó ít bởi vì do bà con chuyển đổi cây khác. Lãnh đạo một địa phương cho biết những năm gần đây, nhiều bà con đã chuyển dần diện tích trồng điều sang trồng vải, nhãn và cây ăn quả khác, nên diện tích điều hiện nay đã giảm mạnh, kéo theo sản lượng cũng mạnh. Được biết, tính đến hết năm 2023, huyện Eka chỉ còn trên 3.000 hectare điều, giảm khoảng 2.000 hectare so với 3 năm trước. Do vậy, vụ điều năm nay, sản lượng trên địa bàn huyện giảm mạnh.